Rồi mình lại tiếp tục hai anh em lại lọc lại cái đế này. Đây là cái ban đầu được các bạn thấy này nhá. Đấy, xong là tí nữa mình lọc xong mình lại quay lại cho các bạn xem. Đây này, cái này là bây giờ nó đang lấp đế này. Hai anh em cào ra xong là vô phân vô giếc. Đây, ok đây. Đấy, anh em nó cào ra xong rồi lọc lại cái đế xong tí nữa mình tra rửa sạch sẽ mình lại quay lại cho các bạn xem nhé. Đấy. Đây, cây này này em đã kèo rồi. Đây, giờ tí nữa bắt đầu là quay sang mình lọc đế. Rồi, bây giờ mình làm xong là xong bắt đầu là mình quay lại cho anh em xem nhé. Đấy, thằng em rất là chịu khó. Làm hăng phết chứ đâu phải chuyện đơn giản. Đấy, rồi bây giờ mình làm. Đấy, bây giờ là mình cứ vậy mình cào ra cho cái đế nó nở ra nhé. Đấy, cào hết xung quanh nha. Đấy, thấy không? Nó bây giờ nó đem nó vùi, vùi quá cái đế nó nghẹn. Thì cái đế lọc ra thì nó mới thấy được cái đế nó giá trị được. Lấp hết cái đế rồi. Cào ra xong mình lọc lấy những cái rễ nào cần thiết thôi. Rễ nào không cần thiết mình bỏ luôn. Đây này, thấy không? Ủ đế nó nằm dưới này các bạn. Đấy. Đấy, nó nằm ở dưới này. Đấy. Nó cái rễ này là nó cứ kéo trên này này, bỏ luôn. Đây này, nó cái rễ nằm trên này. Đấy. Bỏ luôn. Làm nó gọn. Nó nhỏ quá nó rối mắt đấy. Đây này. Đây. Sau giờ nó làm hơi sâu đấy. Nên là củ đế nó không phát, nó không lên xù được, nó cứ ép cái chỗ đấy. Đây, càng ngoài nó ra nó càng ra cái đế đấy này, thấy không? Ôm trông như một con thú này. Đây. Đấy. Chân này. Thấy không? Ngoài ra nó lộ hết cái đầu rễ đây. Rồi. Để khỏi mất thời gian thì các bạn mình làm xong tí mình lại quay lại cho các bạn xem nhé. Cái củ đế là các bạn nhìn thấy nhá. Rồi đấy, bây giờ mình cũng cào xong rồi đấy. Giờ bây giờ mình lấy cái máy mình rửa xe mình xịt đi. Đấy. Xịt cho nó sạch đi xong rồi mình quay sang cây kia mình làm. Còn cây này là mình làm xong rồi. Bây giờ mình lấy máy mình xịt hết cái rêu cái nấm đi. Này. Xung quanh là nó lộ hết cái đế rồi. Bây giờ mình lấy máy mình xịt đi xong tí nữa mình lại quay lại cho các bạn xem nhé. Đây này. Đấy. Đấy thì các bạn thấy cái lúc đầu mình quay này bây giờ mình xong mình làm xong thì cái đế nó nở ra rồi. Giờ mình lấy máy mình xịt. Đây cái cây này là mình đã rửa sạch sẽ rồi đấy, xịt sạch sẽ rồi. Đấy, lọc đế cho nó ngon lành rồi, phải không? Lúc đầu thì các bạn xem kỹ cái lúc đầu đó nhìn nó rối mắt, nhưng bây giờ mình lọc ra nó cái hình thù cái cây đó.
nó sạch sẽ lên. Đó, cái cây kia cũng vậy, bảo là lúc trong cái bồn đấy nó nhỏ đấy, nhưng mà mình giờ mình sửa nó, cái bộ đế nó ôm gọn luôn đây này, cái này thấy không, ủ đế đấy nó gọn gàng luôn, thấy không? Thấy không, cái ủ đế nó đẹp hẳn lên luôn. Nó sắc sảo lên, nó quái cây lên. Đấy. Cái cây này lọc xong rồi dòng thịt sạch cũng là xong. Cái tay tán mình cắt giật gọn lại rồi nhìn nó. Đấy. Bốn mấy? Sáng sủa lại. Rồi, video này kết thúc nhá. Đi làm cái khác. Rồi, tiếp tục mình lại làm đến cây này nhá. Đấy, bây giờ gỡ cái bồn này ra xong rồi. Mình lọc xong ấy là mình lại quay lại cho các bạn xem cái cây này. Đấy. Bây giờ là mình lọc này. Cắt hết rồi. Con nào cứ mặt tái tái vào là bẩn hết, không ăn nó bẩn hết. Chỗ này mà không lên nhanh đi bao nhiêu già cũng không biết. Để ra 5-6 con đây tiếp này. Giờ mình rồi mình làm xong rồi mình lại quay lại cho các bạn xem nhé. Ngày hôm qua mình không tưới nên nó hơi cứng. Rồi cái cây này hai anh em đã làm xong rồi nhá. Đây cái củ nó này. Đấy, thấy không? Nó nở ra to thêm, nói chung đào được cỡ khoảng 30 phân. Chưa hết đấy. Thôi vậy thôi thì mỗi năm mình sửa lại một lần. Đấy. Đấy. Đây này, thấy không? Này. Thế bắt đầu là tấp sơ dừa vào. Dừa xong là mai thằng em nó gửi thuốc kích rễ của Mỹ về, bắt đầu là mình tưới cho nó. Đấy. Đấy. Ừ. À, cũng trời nó cũng hơi nắng nhưng mà mình cắt sơ về xong rồi mấy nữa mình lại cắt lại một lần nữa. Đấy, quan trọng là cái đế nó ổn định rồi. Đấy, mình lọc ra nó thêm được bao nhiêu, nó to lên nó sắc sảo cái cây lên. Đấy. Nó nắng quá nên nó xem nó không rõ, các bạn thông cảm nhé. Đấy. Đó. Rồi mình tiếp tục mình đi cây khác.